Hello, chúc bạn xem chiếc bóng bóng của bóng tại thuê ca bị chạy ra ở viên iPhone 2 cường này. Bạn chẳng dân mình iPhone 11 Pro Max, hay dân mình iPhone 12 thỏa mặt đá. Bạn chẳng ở mùi tốt, ở mùi thùng, ở mùi phần hạch bói, ở mùi phần hạch bì. Vẫn còn thay, anh ấy sẽ đi đập bí, anh ấy sẽ đi đập mùi. Tạm bất tức này, mình chỉ iPhone 12 thỏa mặt đá thế, đập bù nhảy sân, rương cư viên chế. Khi mà mình iPhone 12 thỏa mặt đá này không đại thế, mình ta iPhone 12 này tại bằng nó, nơi không đại bọc nhầm ấy là này. Vẫn thế, từ lưu rưu riêng bằng iPhone 12 nâng iPhone 12 mình sẽ chỉ khóc này ấy bằng màn tì. Bạn chẳng khóc tay cả lại camera đang đạt riêng và chất một tích tay bằng nó. Đói iPhone 12 đã trọng thật khổ. Chẳng hả ná, bạn chẳng cài bình năng rưu riêng bởi vì phân phê bởi vì nâng cứ tàng mùl tay mặt đồ. Sẽ tiến khá này. Còn ta khóc spec khăn khăn hồng chẳng hả ná. Tại phong bí rô khi ông đã phê khám mốc nâng cứ khi ông bà hành iPhone 12 thiệp cho mùi nâng iPhone 12 Pro Max là hốt. Chẳng bà chạy bà bóng bốn kênh lô mình cao dô cho lòng. À, mẹ quạt đang dây thọt rụp iPhone 12 tên dây iPhone 12 ở dân tầng. Chẳng xâm rạp bóng bốn dây chi phí xa khám ai xâm khám bóng bốn dô. Bị bố xâm tới khi ông đã phê khám mốc tên ni cứ dân dây bí iPhone 12 versus iPhone 12 Pro Max. Bần tay phong bí rô cứ dô iPhone 12 mà thọt tay mà đồ. Awesome nào vậy. Mình ấy đi. Let's do it. Chẳng nếu không video này, khi em xong thua ca bằng hai bóng bôn khá khá, ta mùi nà và sao chìa mùi nà, này tu rô sạp bì cửa này. Tạm bật tớ cứ lọ đôi khá này. Chứ bạn nà, tu rô sạp lại từng pin này, mình chẳng nói khăn nâng chẳng nói sao riêng riêng khá luôn. Chẳng nói sao bằng iPhone 12 Pro Max cứ thao về ở ai update bàn toàn chẳng nói đôi tên iPhone 12 tì. Hãy xu thao ta update dù chiêng bằng màn chân nam tiết, bàn chân mùi chân nam tài bằng nó, lại xa tài về chân cài mùi chân nam. Chẳng ảnh ấy vì ai đã tụi bạn update. Bạn dùng trên iPhone 12 Pro Max mùi chân nằm tầm một tiết chẳng hả nè. Bạn chẳng xem xin cái bình nâng vì ở trên iPhone 12 series ấy tiếp bà. Tụi bây series 12 Pro Max ấy cái đào. Bạn chẳng là lời dân dây bị chụp nơi khăn bỏ iPhone 12 mùi nì. Tí mùi cứ từ lời ca design bỏ vì. Bạn chẳng này cứ chi iPhone để miên ca ra chẳng là một nơi xa là lời tiết bóng bốn. Hai bà xin dịp bóng bốn dây bị ở ROM này ca chạp căn phổ dưới nở lời đầy nâng hả nè. Bạn chẳng tu được sạp đầy nì vì comfortable chi một bộ series 12 Pro Max 12 Pro Max rồi có 14 Pro Max tiền phố. Riêng với cái tham mưu sát bên tên tầm đồ. Bạn chẳng bằng có ai ca chấp căn phố dưới nâng mình lại cái nạn lọ chiếc và phụ sử dụng 12 Pro, 12 Pro, 14 Pro Max ấy chẳng tới. Hai bị lơ nâng tiết cứ thay cái răng với thùng. Nè, đại vì bởi sao chiếc và phụ iPhone 12 thua mà đa chẳng tới. Nè, bạn chẳng cái răng với cứ rồi hốt đôi bởi mưu chất 5 inch. Với chất 2K, mình tên đó 2K bên tên tế. Bạn ta cả bằng 2 phố nâng cứ thay sát nó lơ nâng. Nè, HDR10 nó lơ nâng. Dolby Vision nó lơ nâng. Ecrang vì nó cứ thay liên pin là ổn bình tên tạm đồng. Nói nơi tầm mình nói chẳng phần tái. Tại lời con hợp hiếp ecrang vào vía. Và vì mình trang cho bộ iPhone cái hệ thả 12 Pro Max, 12 Pro Max ấy thì bà. Lực lên ecrang refresh rate 120Hz chẳng hạn nè. Phần tái bà xin dừng dây tại lời con hợp hiếp ecrang tầm mùl. Không cả mưa video ở nhân tư. Bạn chẳng ecrang vì nơi tài trị ecrang đỏ lỏ mùi. Hay thông lỏ tiết phổ. Bọn bốn giờ nè ecrang vì. Êm ạ bốn giờ. Ất lên sao vậy nè. Bà, thông lộ, nè, ấy còn về. Nhưng bà xin chị bông bôn, dây tự đo ca ra chân là một, này tôi đã sắp lại từng pin hết nè. Bà iPhone 12 nâng iPhone 12 Pro Max mà ní, ca ra chân là một cái đấy, từ lượng ấy còn cái đấy. Bà nhưng xâm lạc cũng đã bọc nhóm, iPhone 12 Pro Max và sao chiếc. À lâu dây đo mà xin, bà nhưng mà xin từng pin nâng, à mũi cứ A13 Bionic chip, RAM 4G, à khá này cứ A14 Bionic chip, RAM 4G đôi khả nì. Hai tầm home storage chạp đàm nâng cứ 64GB đôi khả nì. Bạn chẳng tới like bỏ 2 lúc này ở lần nâng cứ là bạn bay tới 4 rồi tới là chiên nâng ấy. Bạn tặng pin nâng tay mà đấu nhìn dây bị conditions as as đó nè. Này hàng lụ tù rồi sạp đầy cái này dưới. Bạn xin dựa bằng phôn chạp bỏ rõm ai bỏng mượt bạn. Bạn chẳng tới lơ mà xin được bảo vi khóc này mà chẳng nắm. Bạn ta chẳng bảo bằng phôn tham mình lược này ấy khăn nào tế. Nè, A13 Bionic chip nâng lưu iPhone 12 Pro Max mà ní. Nơi ta ốc cam mà thi sọc bạp gian game ấy dân tới nè bằng phôn chẳng. Bạn mà luôn là ổn mình tên tạm đồng. Nên lớp bằng tụ end the two benchmark nâng về khóc này thì tui. Bạn ta chỉ tui tới trong ca pra dân chạy style nâng. Mà xân từng pin nâng cứ tham mình khóc này thì bọn bọn dưỡng. Khăn đôi khăn là ổn đôi khăn. Bạn dân khiêm ao xe máu thì lưu xe máu tập hiệp mà xân được bảo vệ. Đôi khiêm bạn dân mình dân bất ná. Bạn xân dân tết lớp bằng tụ end the two dân tới ná. Bạn dân tăng đăng thả iPhone 12 vì riêng stu chi mình tích hỏi. Bạn thay mà ca pra chạy style phải dân chi mà chạm thằng ấy nâng. Bạn xân là lưu iPhone 12 Pro Max. Nơi tại ốc cảm thì bạn đã rồi luôn lộ từ một tiền ọt bà nhà hạ thì bọn bọn dưỡng. À lâu cho bà xin dưỡng dây từ lưu camera. Bạn chẳng camera bảo vì cứ chỉ chụp nối để bọn bọn dưỡng trời bị chạy ra nạp hồng đá. Khả năng miền camera bị cổp. Nè mà stong đa mũi miền camera đọc bì megapixel lên cổ phổ vĩ. Đọc bì megapixel ultra wide. Bạn chẳng ọt miền lên zoom ấy tí bà. Zoom bàn tại bài digital tại bọn nó. Khả năng miền lên bay cổp bọn bọn dưỡng. Bà miền lên ultra wide của miền. Lên zoom của mình, lên thoa mà đa của mình phong đại. Hãy tới lời con hợp hiếp rung hiếp. Ồ, bông bông này, bạn dây à.
giang mà nè nhưng tới bê khát đọc bi thư bà sao chiêng à bê khát đọc mùi bà mạc thư bà sao chiêng nhưng tới bàn tay bà sân dương dây từ lưu mạc cảnh chọc pancake mà êm tay mà đốn nè đọc mùi bà mạc êm chiêng chân phút speaker bảo vi iPhone đọc mùi bà mạc bà sao chiêng hai từ lưu thơ mô bảo vi có iPhone đọc mùi bà mạc bà sao chiêng phong đại là bước này ca sát iPhone đọc bi sát lươn chiêng bằng tích hay chạp bình để sát thơ mô vi tối cái này vì sao liên dụng bằng tình bằng tay thơ mô với căn bản lộ trên iPhone đọc bì thoa mà đã bằng bốn chứ nè bằng chân cả bên nâng tôi đã sắp đại từng pin này mình mục nghiệp bà hai lần hiệt tỷ mình bật bọn cả bì tức IP 67 đôi khỉ mình wireless charge đôi khỉ là bước này ca sát nâng có một lượt khỉ ấy bằng màn đại hãy từng pin này dừng ai thơ ca bà eSIM bàn đôi khỉ bà xin dùng một bộn bà model LLSLA bằng chân dừng ai thơ ca đã xin thoa mà đã bàn bà eSIM bàn tiết phong bằng chân bà hai lần khỉ bằng tay và sân chỉ bông bông xâm ra chất nè bà tam nhập bó rồi bọc nhóm chấm rực bật bà con bọc nhóm nóng kìm cất thà tại iPhone đọc mùi Pro Max tới phần ta vì mình không cả này lược lên tại bà nọ bà sân chỉ bông bông mùi chấm nuôn có cho chất tu rồi sạp đầy tối tối nè mà là mô mà chân tới bà chân ạc rong bà mùi chụt mùi in là lương iPhone đọc pi mùi ní kìm cất thà vì bật chỉ em mình tên xâm ra bông bông đã cho chất tu rồi sạp đầy tối tối hơi xa là chân tới phần ta bà sân chỉ bông bông ạc cất rương tối rương xa lại thế bạn dân pi kêu nâng cứ đăng thang iPhone đọc mùi Pro Max chứ chấm rực đo lo xâm rạp bóng bổn hào bạn dân này cứ chỉ ở với đây khiêm trang chơi chấm lời bẹp bóng tình năng tu ra xa pi kêu nâng bạn dân bật sân dịp bóng bổn cho chất complex share page like page chúc khuyên nâng ở các cơ đạo.